Xin chào Skyon, em mình là San Vi. Mình là Hữu Nhân. Hai đứa mình vừa phát hành một ca khúc mang tên là Sài Gòn không dành cho người cô đơn, được sáng tác bởi hai đứa mình, và ca khúc được phân phối độc quyền bởi Sky Music trên các kênh nhạc số trong nước và quốc tế. Cứ phải cô đơn tận nơi Sài Gòn này, chẳng thấy em nơi đâu. Ca khúc này là một ca khúc có thể loại hỗn hợp. Nó là một tí xíu pop, một tí xíu lo-fi và một tí xíu hip-hop trong đó. Nó có một chút xíu rap melody trong đó, nên nói chung là ca khúc này là ca khúc không có thể loại quyết định, nhưng mà sẽ là thể loại mà bạn yêu thích. Bài này thì viết vào một cái lúc mà mình khá là bế tắc, chống chải. Có một lần mình vô một quán cà phê, xong rồi cái mình thấy mọi người ai cũng kiểu vui cười nói, xong rồi cái mình cảm thấy là tại sao mọi người vui được vậy, còn mình thì mình không có được vui như vậy. Xong rồi mình về mình quyết định mình viết ca khúc này. Và cái đoạn của Sang viết thì nó nói về cái khoảng thời gian mình đã trải qua. Có những lúc mà mình đi diễn về khoảng tầm 12 giờ mấy gì đó, mình đi trên đường mình thấy tất cả mọi thứ tối tăm, và mình thực sự mình không biết đường nào về nhà, thiệt là mình bị lạc đường bởi vì mình mất phương hướng. Lúc đó cảm thấy rất là cô đơn, rất là muốn về nhà, nhưng mà có những lúc mình rất muốn về nhà nhưng mà lại không thể về được. Thì đó là cái cảm xúc mà cái đoạn mà Sang viết trong cái bài hát này. Bài này Nhân viết lâu, nó thời gian nó cũng khá lâu, nó cũng ngâm khá lâu. Ý là lúc đầu mình lên cái sườn bài thì tầm chắc chưa tới 1 tiếng, nhưng mà để fit đi fit lại thì chắc phải gần cả 3-4 tháng thì mới ra được sản phẩm này. Xong rồi cái 3-4 tháng sau khi hoàn thành là mới gửi cho Sang cái demo, thì Sang lại viết thêm tầm nửa tháng nữa. Đối với Sang thì Sang cũng không có thông điệp gì ghê gớm, mình chỉ cảm thấy là mình muốn tạo ra một ca khúc mà người nghe có thể đồng cảm được. Có thể nhiều bạn trẻ sẽ thấy bản thân mình trong đó và cảm thấy một phần nào đó an ủi khi nghe ca khúc này. Phải cô đơn bên nơi Sài Gòn này, chẳng thấy em nơi đâu. Cứ thế cô đơn bên nơi Sài Gòn này, cứ kiếm tìm một người thương ta. Cơ duyên thì quen biết qua một người bạn. Thì người bạn đó đi thi một cuộc thi, xong rồi hai đứa đi ủng hộ bạn đó thi, xong rồi hai đứa biết nhau. Nhân thì tình cờ nghe được mấy cái demo của Sang viết, cho nên là thấy rất là ok, rất là hợp luôn âm nhạc, cho nên là quyết định gửi demo bài này cho Sang viết một cuộc. Thật ra cái đó là cơ duyên bề nổi thôi, còn cơ duyên bề ngầm là tại vì anh Nhân đã biết Sang từ trước rồi, là kiểu mê. Bạn này quá tuyệt vời, mình phải thích với bạn này. Cái xong rồi tìm cách là móc nối làm sao để biết được Sang, quen biết Sang. Cái xong rồi kiểu mồi chài là để Sang viết được cho bài này. Nói chung là có một cái kế hoạch rất là đằng sau, nó âm mưu. Nói chung là, nhưng mà mình không sao, tại vì mình là một người khá là open, đúng không? Đúng. Mình tiếp nhận hết tất cả những mối quan hệ, mình thấy ok. Nói chung anh Nhân làm việc cũng ok nên mình cũng dạo này thoải mái. Dạo này thời tiết Sài Gòn hơi nóng, người hơi bay. Thì đó, dạ. Mưa rơi cứ rơi cứ rơi, nơi đâu để mình nghỉ ngơi. Đôi khi rất muốn về nhà nhưng chẳng thà để lòng chơi vơi. Hôm nay thôi cho ta xin buộc lòng mình thật trôi với những ông lòng ngoài kia. Quay MV thì do MV này quay tổng cộng là nếu mà tính theo ngày quay á là gần 2 ngày rưỡi, thì quay khoảng 4 đợt, thì Sang tham dự khoảng 2 đợt, Nhân thì còn Nhân thì quay full là 4 đợt, còn Sang thì quay 2 đợt. Tại khúc của Sang thì chỉ là một phần fit trong bài. Ở trong MV này thì mọi người sẽ thấy là Nhân không nói được cái MV này nó full toàn cảnh Sài Gòn, nhưng mà hầu hết những cái cảnh mà nổi tiếng nhất ở Sài Gòn sẽ xuất hiện trong MV này, ngay cả những cái nơi bình dân nhất, ví dụ chợ Bà Chiểu, chợ Tân Bình hay chợ Tân Định rồi các kiểu thì sẽ đều xuất hiện trong MV hết. Và MV này hầu hết là sẽ gói gọn toàn bộ full những cảnh đẹp nhất ở Sài Gòn. Chỉ có một cái sơ sơ là tuy là bài này nói về Sài Gòn nhưng mà Sang mang bộ trang phục của Hàn Quốc nha mọi người. Mang bộ trang phục rất nóng luôn, nó rất là phản thời tiết. Và không hiểu sao là mình chọn cái bộ trang phục đó, nói chung là khi mà xem MV sẽ rất là ức chế cái phần đó. Nhưng mà bộ đó đẹp, bộ đó đẹp. À đẹp thiệt, nhưng mà không hợp lắm. Tại sao lúc đó mình chọn bộ đó trời? Thời tiết đang nóng mà hơi bay quá vậy. Cũng có nhiều kỷ niệm. Tại vì mình cũng được với ít đó mọi người, mình không được cho lên hình nhiều. Tại vì tại chiếm spotlight. Hay nói cho nghe luôn nè, cái MV này không xuất hiện gần 90% tất cả các cảnh ở trong đó luôn rồi. Tại vì cái ông editor, ông cảm thấy là mình lên hình ô đẹp quá, nhưng lên hình
Trời ơi, nhưng cái xong rồi ổng phải đẩy mình lên để kiểu cứu lại cái MV của ổng đó, chứ mình đâu có muốn, trong khi em quay có hai chuột thôi, anh Nhân quay tới 4 chuột, em quay đâu phải đâu mấy chục phút à. Nhưng mà tại vì lấy cảnh mình nhiều đẹp, cảnh nào vô là diễn xuất là bật. Không phải anh là hai chuột, bốn chuột không nội, mà là ông quay hai buổi quay của ông là gần tới mấy chục chuột rồi. No, em quay ít lắm mà em vô cái là đẹp liền, còn anh là phải quay đi quay lại. Đó, nói chung là MV của anh Nhân, còn mình thích thôi, mình cũng an phận. Hết bài này về viết bài tự luyến bản thân. Sợ quá. Mình hy vọng là âm nhạc của tụi mình sẽ được biết đến nhiều hơn, và bởi vì cả hai đứa đều có tư duy là muốn âm nhạc mình chữa lành những vết thương. Nên hy vọng là khi mà có càng nhiều người biết đến nó thì có càng nhiều những tâm hồn được chữa lành. Và hy vọng là nó sẽ 1 triệu view để mình còn làm cái poster 1 triệu view đổi với người ta. Cho biết giờ thời buổi này làm poster 1000 view, 2000 view. Hy vọng là 1 triệu view, 10 triệu view, 100 triệu view. Dự án sắp tới thì nếu mà Sang Vi tiếp tục hợp tác thì tụi mình ra khoảng 1-2 bài gì nữa để coi mọi người có thích hai đứa mình không. Đến nếu được thì biết đâu lập boy band. Cái đó là nếu thôi. Nếu. Tại vì mình cũng phải xem xét thái độ á mọi người. Nói chung là cũng hên xui rồi. Chuyên nghiệp mình làm việc chuyên nghiệp, mình quay đẹp đồ các kiểu thì đó, mình ốm lại rồi hay gì đó. Không, mình... bài này thì Sang fit với Nhân, nhưng mà bài sau thì Sang viết nhiều hơn. Nói chung là chúng ta là collab, không có fit nữa. Ok, bài sau thì Sang sẽ được hát nhiều hơn nên mọi người sẽ được nghe Sang nhiều hơn. Được, hy vọng. Và hiện tại thì các khúc Sài Gòn không dành cho người cô đơn đã xuất hiện ở trên Nhạc Của Tôi, Apple Music và Spotify. Hy vọng là mọi người sẽ click vào cái link bên dưới để ủng hộ cho Hữu Nhân và Sang Vi. Thank you. Yeah, mình là Hữu Nhân. Mình là Sang Vi. Và rất vui vì đã được đồng hành cùng Sky Music. Sài Gòn không dành cho người cô đơn.